Kính chào anh chị. Em xin giới thiệu tới anh chị một mặt bằng ở đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Vị trí này cũng giáp với lại phường Sao Đỏ là phường trung tâm của thành phố. Đây là một mặt bằng đất trống có diện tích 117 m², mặt tiền 9 m, sâu 13 m. Vỉa hè hiện nay là 1,2 m, nhưng khi xây dựng chủ nhà sẽ xây thụt lại cho Vinmart Cộng để đủ 2 m và có thể để được tới 10 chiếc xe máy. Và đây là phía bên phải của mặt bằng ạ. Thì con đường này có lưu lượng người qua lại lớn và đang dần hình thành thêm nhiều cơ sở kinh doanh. Thì đường này còn kết nối với lại các khu dân cư khác của Cộng Hòa, rồi các khu đô thị mới như là khu đô thị Trường Linh, khu đô thị Việt Tiên Sơn, khu công nghiệp Cộng Hòa. Dạ đây là phía trước của mặt bằng ạ. Thì ở đằng phía trên kia cách khoảng 100 m ạ, chính là khu vực họp chợ Sao Đỏ ạ. Thì chợ Sao Đỏ chính là cái chợ mà lớn nhất và đông đúc nhất của thành phố Chí Linh ạ. Cuối cùng là bên tay trái của mặt bằng ạ. Thì con đường này kết nối với nhiều khu dân cư đông đúc của phường Sao Đỏ, kết nối gần với phường Văn Đức, phường Thái Học và quốc lộ 37 ạ. Em bổ sung thêm thông tin về phần xây dựng ạ. Thì chủ nhà là thiện chí là xây dựng ngay ạ, và xây dựng đầy đủ các hạng mục cơ bản của Vinmart Cộng đề ra như là tường bao, tôn lạnh, gạch lát nền, cửa cuốn, nhà vệ sinh. Vinmart sẽ thi công phần cửa kính, trần thả. Em xin hết ạ.